Theo đó, chỉ cần truy cập vào một đường link, du khách có thể trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng như nhà thờ đá, sân quần, bản cắt cát, hàm rồng dưới dạng 3D cùng hướng dẫn viên ảo. Tương lai còn tích hợp thêm kính thực tế ảo VR, công nghệ bản đồ camera, mô hình 3D của các địa điểm hỗ trợ du khách tương tác trực tiếp. Đang trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, hệ thống camera cho phép nhận diện khuôn mặt của trung tâm còn có thể phát hiện các trường hợp người dân, du khách không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Bên cạnh đó, camera cũng cho phép đếm lượt phương tiện phát hiện các trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đầu đỗ sai quy định để kịp thời nhắc nhở qua loa phát thanh đính kèm. Ngoài ra, trung tâm cũng tích hợp hệ thống báo cháy, tư vấn hỏi đáp đa phương tiện, kênh tương tác phản ánh hiện trường giữa người dân và chính quyền. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu dùng chung phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền như thông tin kinh tế, xã hội, hành chính công, các lĩnh vực giáo dục, y tế cũng được nạp bổ sung, cập nhật tại đây.